Thành Minh mang về tỷ số 2-1 cho Thành Minh. Thành Minh đánh bóng về, điểm Thành Minh 3-1. Sau đó ngồi dặn lưới là đội Hà Nam rất bất ngờ. Số 8 Thành Minh với tình tập đấy. Bóng đã chạm vào cột giới hạn, điểm Thành Minh 4-1. Anh em Trường đi đâu anh? Có sự thay đổi anh đó. Đúng rồi. Như là cầu thủ số 5 Gia Tân, cầu thủ 9 bên nữ của Thành Vinh có vẻ mạnh nhờ. Nam thì hơi khó khăn. Ông Nam thế đánh được rồi chứ. Lần này khả năng ta được học Chủ Nhật đấy nhờ. Một quả bóng từ đây được chúng ta kêu một bóng đi ra ngoài bài đi. Không có đồng điều bài được với kìa nó. Trước khi là đáng tính là sáng thứ bảy đi và Chủ Nhật đi vào buổi sáng nữa thôi. Được với như giữa thì lại hơi mất công đi thôi. Đi buổi sáng à, đêm ngày Chủ Nhật thôi. Hai buổi rồi. Đấy là đi giải ra nó mai không làm phải được. Rồi. Còn chết nhá. Nhắn dương con ngỏng đó. Đâu cái bài thì mấy bài điều kiện bọn nó nhắn hình như là mấy cái bài điều kiện là mấy cái bài hình như cái môn mà mình bọn nó không ấy chứ. Đúng rồi. Không liên quan đến nhà mình thì phải. Một cái bóng tương đối nha, mình mang về điểm số thứ 3 cho Thành An. Cái bóng đứng ngay đây số 6 Thành Minh đặt bóng rất mạnh về phía sân. Mà em có 40 cây thôi mà ở trường á. 40 Ủa mấy cây đi tiếng mấy? Tiếng, mấy cây cứ tức tắc thế mà đi. Số 6 Thành Minh đánh bóng rất kéo, 3 điểm số 3 về cho Thành Minh. Thành Minh tiếp tục cái bóng. Đang góp vào đứng là động viên học sinh mỗi ngày. Quá, chạy chạy vào. Số 3 Hà Nam có một quả đập rất mạnh về vị trí số 1 của Thành Minh và mang lại điểm số 5 cho đội mình, điểm số 5 13. Số 3 đánh bóng, tuy nhiên đã bị bại ở rào chắn của Thành Minh. Điểm Thành Minh 15-5. Thành Minh thay bóng. Số 3 Hội An đã bóng rất mạnh. Điểm Hội An 6-15. Quả đã hơi dính. Số 3 thì mình có bóng được ngoài. Điểm của Thành An 7-15. Bên kia góc máy bên kia. Điểm bóng tổng tài quyết định. Bóng ra ngoài, điểm Thành An 8. Cứ là do xuống đất là được. Để xuống sân bạn là được. Không cần mạnh. Đi được phòng rồi.
số 6 của Nga ra tay rất nhanh mang về điểm số thứ 8 cho đội của Nga 8-16. Trọng tài xác định Thành An dẫn mạnh điểm cho Thành Minh 17-18. Tuy nhiên Thành Minh cũng đã Thành Minh đã phát bóng không qua lưới điểm Thành An 9-10. Đây là 100% là Thành Minh hay có phần nhiều không anh? Không không. Tuyển Thành Minh 18 xuống. Nữ Thành Minh, Thành Minh hết. Không có thay đổi. Cái đây là vẫn luôn, ở đây có thay đổi nhiều không ạ? Thành Minh thứ 3. Số 2 nha. Số 2 Thành Minh đặt bóng rất mạnh, tuy nhiên bóng đặt vào cánh của Thành Minh đã quay trở lại sân và mang về điểm số thứ 14 cho Thành Minh. Thì cứ tưởng đánh mạnh là đánh tốt. Được rồi, rất là to. Và kết thúc bởi số 5 Thành An. Một pha đánh thì rất đẹp, đem về điểm số 40 Thành An. Đội Thành An thua người. Chắn vẫn nhảy lên hết, vẫn cứ đánh xuống. Cái sáu đập bóng rất đẹp. Gặp Thành Sơn là mang bổ là quả đó là lại đè đấy. Thành Sơn năm nay mạnh không? Đây là khả năng là tập trung với cái pha bóng. Điểm cho Thành Sơn 20. Vẫn luôn cố gắng đánh vào cái sàn. Dừng bóng, dừng bóng, dừng bóng. Thì lưu ý tránh cổ bóng vào sân thi đấu. Thì một pha phản phá của thủ 6 khi em bóng đã đi ra ngoài sân. Điểm của Công Minh 21-11. Thời gian lỗi tấn bóng cuốn chặt của Thành Minh 22-11. Thành Minh tắt bóng không qua lưới, điểm Thời gian 12-22. Chắc chiều ấy. Số 6 làm gì đây? Số 6 đánh bóng trả về trả. Của Thành Minh 23-11. Thành Minh thất bại. Một pha bóng hết sức may mắn rồi Thành An. Điểm của Thành An 13-23. Lỗ bóng rồi. Điểm của Thành An 14-23. Nếu mà để lên khoảng 3-4-5 quả nữa nhanh. Thành An phát bóng ra ngoài. Điểm của Thành Minh 24-24. Lên nào, lên nào, lên nào. Lên nào. Thành Minh đang đứng trước một đội dành cho bóng. Số 15 cho bóng. Làm tổ chức đến 10 lần đi, kiếm cơm nhé.
thang ba chuyển à? Thứ hai đánh cho lưới chuyển thành binh 2 năm 14. Vào 10 lần.